À, kính thưa quý vị, mỗi một phiên bản Photoshop là nó bổ sung thêm những cái tính năng mới, và đặc biệt là đối với CS4 thì riêng phần là Layer Adjustment nó bổ sung thêm hai cái phần mới nữa, đó chính là Vibrance. Đây là chính là Vibrance, là cái phần là màu sinh động, và cái thứ hai là Channel Mixer. Bạn hãy xem đây, Vibrance và Channel Mixer thì có hai cách để chúng ta làm quen với hai cái phần này. Một là bạn chọn trực tiếp ngay từ đây, hai là bạn có thể lấy trực tiếp từ trong cửa sổ layer adjustment, chẳng hạn bạn nhấn vào chỗ này. Thì cái phần Vibrance thì như tôi đã nói, nó là cái phần màu sinh động. Thì bạn thấy rằng từ phiên bản CS3 nó đã có tích hợp từ bên ngoài BR, nhưng CS4 nó lại đưa vào bên trong đây, bởi vì tính năng này quá hay thưa các bạn. Nó giúp cho chúng ta tăng cường sự sinh động, sự sống động màu sắc cho hình ảnh chúng ta. Chẳng hạn như trong trường hợp này, mình thấy rằng cái màu xanh ta nó tương đối là nó khá là đẹp, và màu hồng này tương đối đẹp, thì giờ chúng ta sẽ dùng Vibrance ta tăng cường thêm bạn coi. Thì cái sự sinh động của hình ảnh nó tươi hơn, bạn kéo xuống nó giảm bớt. Bạn thấy là nó tươi hơn, nhất là cái màu xanh của cái lá lá xanh của cái hoa sen, cũng như là cái màu hồng của cái phần cái cánh sen nó rực rỡ hơn rất nhiều. Nếu như bạn không có Vibrance thì cái màu tươi này nó không được đẹp. Nhưng mà giả sử nó lè lè quá thì bạn có thể dùng công cụ là Crush, bạn cho phần đen lên trên, bạn sẽ xóa bỏ đi cái phần này. Bỏ đi phần này coi, bạn hãy xem đây. Chúng ta bỏ đi phần sinh động của trên đây. Những cái màu này ta chỉ lấy cho nó cái màu hồng, hoặc là cái màu của cái hoa sen nó đẹp hơn thôi, nó sinh động hơn thôi, còn kia không cần. Thì đó chính là cách để chúng ta làm việc với một cửa sổ layer adjustment, là ta tăng cường một cái thông tin và ta sẽ bỏ đi, che bớt đi những cái chỗ còn lại. Thì đó chính là cái tính năng mới của CS4, là có thêm Ribbon. Rồi cái tính năng thứ hai đó là Channel Mixer. Bạn có thể chọn từ chỗ này là Channel Mixer, hoặc là bạn có thể lấy trực tiếp từ trong Photoshop phần adjustment chỗ này. Bạn nhấn ở đây, bạn thể chọn ở chỗ này là Channel Mixer. Thì cách sử dụng công cụ này như sau, bạn nhấn vào đây, bạn có thể thêm hai lần thì đừng nên. Chẳng hạn đang đang vị trí này, bạn có thể nhấn đây để trở vô, thì bạn thấy đang ở Channel Mixer. Thì chỗ này chúng ta có thể biến nó thành đen trắng, bạn nhấn đây là Monochrome, hoặc là bạn có thể thay đổi những thông tin trên từng cái kênh màu chúng ta. Như chỗ này bạn thể kéo đây, nó đổi chúng ta, nghĩa là ta chỉ chỉnh vào màu đỏ thôi, thì riêng cái kênh đỏ nó qua đây thì nó thành monotone nhưng mà có kênh đỏ. Còn nếu mà chúng ta để nguyên, hãy như bỏ như thế này, bỏ lại nha. Chúng ta nhấn vào đây thì bạn gia giảm trên đây thôi. Thì nó chỉ ảnh hưởng trên cái màu đỏ của hình. Nếu bạn để bạn kéo thì chỉ ảnh hưởng trên phần màu đỏ của hình mà thôi. Thì giả sử như cái màu đỏ này ta muốn cho đỏ hơn được kéo này, ta muốn cho nó biến thành cái màu khác. Hạ như cái hoa sen thành màu xanh như vậy thì nó kéo qua đây. Còn riêng cái màu xanh trên đây bạn có thể giảm bớt hoặc tăng cường. Lý do là chúng ta không thay đổi được, bởi vì chúng ta chỉ đang chọn kênh đỏ này. Nếu chúng ta chọn kênh green thì ta kéo chỉ cái phần green nó thay đổi thôi, bạn coi nè. Phần green nó thay đổi. Và phần đỏ thêm tí này, và nếu bạn chọn vào kênh blue, bạn kéo ở đây. Thì đó là cách ta chỉnh màu với Channel Mixer. Có nghĩa là chúng ta thay đổi một trong những cái kênh màu R, G và B. Thì bạn nhìn thấy chỗ này, đưa vào đây thì nó triệt tiêu, kéo vào đây thì nó được tăng cường, tùy theo các kênh ta. Còn chuyển đây là mono monochrome, đồng thời chúng ta có thể thay đổi cho nó thành màu hoặc đen trắng. Đó chính là cách với Channel Mixer. Đó là hai công cụ, hai cái hiệu ứng mới trong Photoshop CS4 nó bổ sung cho chúng ta thêm vào đó. Còn trước đây thì nó không có hai cái này, trước đây thì nó nằm trực tiếp trong phần này. Thì trong đây nó đầy đủ hết, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là nếu bạn chọn từ Adjustment chỗ này thì nó là hạ thủ bút quần, có nghĩa là bạn xử lý trực tiếp từ đây. Thì có nghĩa là hình ảnh của bạn, chẳng hạn như Vibrance, thì nó không tạo cho bạn một kênh mới. Bạn làm xong là coi như là cái hình ta là xong, và chúng ta không có thể lấy lại được trực tiếp, mà chúng ta phải vào history chúng ta mới lấy lại. Thì như vậy sẽ bất tiện hơn cho chúng ta trong việc xử lý. Chúng ta nên biến thành cái lớp thì làm tốt hơn. Và tôi giới thiệu bạn về một số cái như vậy. Thì chúng ta sẽ đi qua một cái tour là ứng dụng tất cả những cách chỉnh màu của những cái này để chúng ta làm ra những tác phẩm. Đó mới là vấn đề chính ta.
Còn bây giờ chúng ta sẽ đóng cái phần này lại và chúng ta qua một cái vấn đề khác là chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng layer, curve, shadow highlight, color correction và lap mode trong phần này để chúng ta làm cho cái hình ảnh ta nó được đẹp hơn và xử lý được tốt hơn với sự hỗ trợ của cơ sở mới là adjustment.